ảnh ấy, quay đấy. Quay. Hôm nay bị mù quá các bạn ạ. Món này tà sủa. Nhà hơ mông nấu nướng hôm tây gió bạn. Cà phê ở đây homestay luôn à? Cho tạm thời 2 xiên đã. Không ngồi đây, không ngồi đây. Ngay đây ăn xiên này. Dinh hu à? Không. Hu hu hẳn một khói. Có gì để đĩa hay cái gì? Uống nước gì không hả? Đây là cơm à? Đây là cơm đấy. Cơm này đổi màu, đổi màu. Thế này ăn được nướng lại à? Đúng rồi. Hải nướng lại á? Ăn cái này thì ăn nóng một tí, nóng này, ăn thì ngon. Lành quá. Quạt tay ấy. Đây luôn sẽ đứng lắm. Là cái này nóng thì bỏ cái vỏ nó thì tốt. Thế thì nó hỏng. Không hỏng đâu. Ý để tí mang đi ăn đấy. Mang đi thì cứ để cái này. Đấy nó thế thì tao mới bóc được. Có gì bỏ nó khác nhau à? Không có can rau nó thì cứ bỏ không đùa. Sao bỏ nó khác nhau à? Bỏ khác nhau đấy hay. Đấy là 5 màu. Đấy 5 màu đấy. 5 cái 5 màu khác nhau. 20.000 một cái à? Xanh đây là. Màu xanh trắng nữa. Xanh có nè. Trắng nữa là đủ 5 màu nè. Trắng đây này, trắng. Trắng ở trong nướng kia rồi. Đấy. Năm màu. Cô kéo ghế ngồi vô đấy. Cái gì có? Đây để hai cái. Đâu hình như người ta để hai cái để ngồi mà. Cái này nó vỡ nó gãy vậy. Cái nào để chồng hai cái? Anh thì có nhờ hàng rồi. Thì nguyên ngồi một tiệm này, ngồi tiệm. Tiệm ăn. Nướng. Đun nồi nước luôn. Ngồi đây ấm luôn.
Nạt sườn này bán thế nào? Một canh á, lấy một canh thì 100. Một cây là bao nhiêu? Một canh thì 100 là một cái, cái này thì 30.000. Một cái đấy. Là 30.000, còn một cân là bao nhiêu? Một canh thì 100. 400.000 một cân. Còn đây là thịt trâu à hay thịt lợn? Đây là thịt trâu. Lâu rồi đây. À, thịt trâu bao tiền? Trâu 800. Lẩu thì 500. Lợn 500. Trâu thì đắt quá. Đây một cân trâu cho cô thì 200 hay một cân. Một cân. Một cân cho cô thì 220. Chưa khô là 220. Vâng. Làm khô thì 3 cân thì đủ 1 cân khô thôi. 3 cân mới được 1 cân khô. Phiên dịch. Đây là thịt lợn nướng à. Thịt lợn nướng chưa chín à. Sốt chấm chéo á, sốt chấm chấm chéo. Chấm chéo gì? Không biết. Cho em một ít vào đây thử em à. Miếng đầu tiên thôi. Ít thôi, nhiều thế. Thử nhiều chấm chéo. Ok lao. Khi chấm chấm cháo mặn mặn ngọt ngọt nó vừa vị hơn hả? Ăn thịt không thì mặn à, thế phải chấm chấm cháo bắt bổ thơm. Vua lẩu nướng Tà Xùa, review quán vua lẩu nướng Tà Xùa. Máy rửa bát công nghiệp luôn. Ngồi với chị. Mời quay về anh ạ. Hay ngồi cái bàn này to. Ngồi bàn này to hơn. Lẩu gà đen, lẩu gà đen đây 595 đến 795 một lồi. Xem con gà nó bé thế nào. Đấy ý mà. Gà nó hơn cân. Lẩu thập cẩm này, lẩu lẩu cá hồi thì theo cân. Chắc là cân cá hồi ra. Món gà lướng. À có lẩu lướng này, lợn ba chỉ. Hải sản gọi theo ấy á. Lẩu gà đen, lẩu cá hồi. Gọi thêm gì đâu. Khoai tây, ngô chiên, dưa chuột, kim chi, mì xào, dưa. Chắc là mấy món đấy thôi. Ba chỉ bò, xúc xích sườn, thịt sụn, xúc xích gà. Ồ, toàn là nếu gọi thêm mấy món, toàn anh xem nào. Gọi toàn mấy món đấy. Em ăn gì gọi cho anh nhìn thấy mà. À cái này bỏ ra đi thôi.
Đây xem có gà đen đây nè. Đây để đây. Xem gà đen là chỉ có gà là gà đen à. Đây gà đen đây, gà đen đây. Đưa chưa nhỉ? Rau này ngon mà tươi. Còn ô anh lái xe nữa đúng không? Đây đây. Đâu rồi nhỉ? Kia. Đâu rồi? Không. À xếp lốt đi. Ở đây em ơi. Ba đi đó. Anh mua tô cho anh. Hả? Ê, anh ghế. Em ghế vào đây. Đấy. Em ghế vào. Đây. Anh thêm ghế vào cho anh. Đây đây. Đủ chỗ nào? Đây đây, bác đây. À, có đám trẻ ngồi phát tiền. Cứ đứng ấy ngồi chờ chụp ảnh. Một đội đứng chụp ảnh thì đứng ngồi chụp ảnh nghe. Đứng đây bao giờ về nhà? Bao giờ về? 3 giờ. Bố mẹ đâu? Ở nhà. Cái này hoa gì đây? Hoa gì? Hoa cải à? Lạnh không? Đứng đây từ mấy giờ? Lên đây từ mấy giờ? Mai có lên nữa không? Ngày nào cũng đến. Thế ngày nào cũng đến hay là chỉ cuối tuần mới đến thôi? Mai có đến tiếp không? Mai cũng ra. Ngày kia có ra nữa không? Ngày kia có ra không? Không. À, đi học đúng không? Bình thường là đi học, còn cuối tuần bắt đầu mới ra đây đứng thôi đúng không? Hay nhỉ? Đây, xếp hàng lâu quá sao mà lên được đến giờ xếp hàng được. Chú xếp hàng lâu quá. À, hơi lâu ấy. Ơ Tản à, đi đâu đấy? Ơ chạy đâu đấy? Này gì Tản đi đâu đấy? Chụp ảnh gì không đến lượt chụp đâu. Thôi cái thôi. Đi đâu đấy? Rồi đông quá. Ra thì mình vào chứ mày đừng đấy đi, đừng đấy ngày mai. Lên. Cả nhà lên chụp cái nào. Chụp cái nào. Quá tải đấy, sập đấy. Lên đi. Tôi đừng cái để chọn khác ra. Chỉ được 5 người thôi. Không. Nhanh lên chết chết nữa. Lên chụp chung. Đấy. Ôi giời. Anh tụt ra. Anh tụt em tụt. Nào. Anh tụt.
đồng ấy. Xe đẹp nhỉ. Ê, ôi ông ơi, ơi. Nhìn xe đẹp. Đi phượt đầy đủ đồ treo lên trên luôn. Treo đồ đầy đủ luôn. Đứng xe chuẩn đi du lịch. Ngay sau ngõm cá heo, họ xây một cái homestay. Hai homestay. Đấy. Homestay. Có đầy đủ nội quy phòng cháy chữa cháy. Homestay nhìn view à. Ý, view homestay. Đây họ đang xây dựng này. Đấy, đây phòng homestay họ. Đây có một trạm điện cung cấp này, điện lưới. Đưa hết đầu này. Trong homestay này. Đây, trạm. Đấy, có đèn view ra ngoài luôn. Chỗ này view ra ngoài, đấy, view homestay. Họ xây trên đỉnh núi. Gia cố ở đây. Gia cố chắc chắn. À, chỗ này là chắc sẽ. Chắc xẻ ra. Xẻ một đoạn đồi ra. À, bên trong họ sẽ xây kiểu này. Ngăn ra thế này. À, họ làm hai ngăn, một ngăn trong. Chỗ này ngủ. Đấy, bước vào này ngủ. Xây đơn giản thôi. Nhìn bên trong này. Khung thép. Hay. Chắc này khu vệ sinh à? Hay nước thải à? Chắc là bồn nước. Rất hay. Nhà nhỏ để ngủ. Hay hay hay. Tất cả đều đóng rất bình thường thôi. Khung thép, sắt, đèn, điện. Chắc là có năng lượng mặt trời. Đèn năng lượng mặt trời. Chắc ấy chắc tầm 200 triệu. Chắc là 200 cho một căn này. Review homestay. Đây là homestay mình thuê để ở tại Ta Sùa. Đây. Nhìn ra toàn sương mù luôn. Đấy. Vào homestay. Đấy. Côn cảnh vào này. Các nhà gỗ. À, có nhà luôn. Homestay này. Đây họ xây. Vừa đây hôm xây nhà này, view ra ngoài này. Đấy. Sẽ ngồi luôn. View ra ngoài luôn. Đây hôm xây. Ở đây có mở ra là view ra ngoài này. Đây qua cảnh homestay. Đấy, mù toàn sương mù. Rồi rồi nhanh. Xem đây có hạt gì. Đấy, bữa ăn hôm nay
Đây 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 anh. Đây là bữa ăn hôm nay, đây. Mình anh thích ngồi đâu? Ngồi bên này, ngồi bên này. Mình như là mình ngồi trong đó chỉ ăn ngồi ngoài. À. Đúng không? Đây. Có bò nướng. Nướng à? Nướng. Đây, sáng thức dậy. À, này, nấm nem hết rồi. Sao để lấm lem hết thế này? Không biết nói. Học lớp mấy rồi? Học lớp mấy rồi? Lớn nhất đây đúng không? Học lớp mấy rồi? Hả? Lớp mấy? Lớp 5. 5. Học lớp 5 biết nói chưa? Các em này đi học hết chưa? Đi học hết rồi á? Đi học chưa? Bố mẹ đâu? Bố mẹ đâu? Hả? Ừ? Bố mẹ đâu? Rồi. Lại sương mù rồi. Khách sạn này. Cứ lên đây chơi à? Sáng nào cũng lên đây chơi à? Các em có biết nói không? Các em biết nói không? Biết á? Nghe hiểu không? Các em nghe hiểu không á? Có hiểu không? Lên đây ngồi chơi à? Nhà gần đây không? Nhà gần đây không? Hả? Ở đâu? Dưới kia á? Ngay đây à? Đi bộ xa không? Hả? Xem đội mũ ấy, mua bộ giống như bà này. Ăn mặc như này này, phải ăn mặc như này này. Chụp mới chuẩn. Sương mù. Ôi lại sương mù rồi. Ôi lại sương mù rồi. Lại sương rồi. Lại còn lắng. View. Quay phim anh ạ. Quay phim mini à? Vâng. Này bị hùng một lỗ bên trong à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này, cho cháu bao tuổi? Bao tuổi? 12 tuổi rồi. Mà điệu được 6 em rồi. Em này em thứ 6 à? Thế trước là trong em nào, có em nào trong này không? Có em nào trong này không? Có. Thế làm sao ở đây đủ 6 được? Đây, phải ở đây không? Hay thằng cụ bang này? Bang này có phải không? Hai thôi. À, hai em, ở trong này có hai em. Đúng không? Thế ở trong này có mấy em? Đây có phải em không? Cũng không. 12 tuổi, 6 em. Vậy là cứ tầm 25 là mẹ đẻ một em à? Nhà có mấy anh chị em? Hả? Nhà có mấy người? Hả? Không nhớ. Không nhớ đúng không? Nhà đông người không? Có 7 anh chị em à? 7 hay 6? 6, cả là 6. À. Thế các em đâu hết rồi? Ở nhà làm gì? À, các em ở nhà làm gì? Xong đi chơi. Hả? Xong đi chơi. Sao các em ở nhà không đi chơi? Nhà nấu cơm à? Hả? Nắng lên rồi này, sao các em không đi chơi? Hả? Gió lạnh nè. Sao không đi chơi? Ừ? Nhà đông anh chị em thế. Nhà kia phải không? Phải nhà kia không? Hả? Hay nhà kia? Nhà dưới kia à? Cũng không. Thế nhà ở đâu? À, nhà ở bên trên. Đây, nhà dưới kia à? Ờ. Thế cũng gần đây chứ đúng không? Các em này có được đi học không? Sao không cho đi học? Ừ? Sao không đi học? Nghe để điện thoại của anh cũng sang làm mà làm không? Ông nào đấy? Bây giờ miệng ăn dỗ lên thì ai cũng nói là nhà hàng dệt tà sùa này. Món ăn nhỉ? Sao trăng nữa rồi. Đây trắng mà lại sao trăng đẹp hết đấy nhỉ. Phở dê bát đá, phở bát đá ở đây 80-70 nghìn một ấy.
cơm. Bê chao, bê chao, bê chao. Dê tà sùa. Đây, 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 đây anh. Đây chị, đây, đây. Đấy, bê chao. Món đây đặc sản này thử đi anh. Đây, đây, món hấp bia. 2 phút, 2 phút, chờ 2 phút. Hơn 3 triệu gì nhỉ?